Hello, bữa nay Thọt đưa đến anh nhà hàng Hana Kali ở Los Angeles, địa chỉ là 7013 đường Melrose Avenue, Los Angeles. Số điện thoại là 323-934-6488 và còn thêm một số nữa là 323-934-1200. Mở cửa 7 ngày từ 11:30 cho đến midnight. Đồ ăn được thiêu hai dĩa ri, một cái màu đỏ, cái màu vàng, ăn với bánh mì và cơm, thật là tươi cú mèo. Xin nhường lời lại cho em Loan. Ở tiệm này thì cà ri màu vàng giống như mình nấu cũng ngon, cũng đậm đà. Còn cà ri màu đỏ thì nó bỏ cà sao mà thấy cũng ngộ ngộ. Cái test nó thì không có đến nơi tệ. Nói chung thì thấy hai cái dĩa nhỏ xíu mình thấy hết hồn. Phải ít quá nhưng mà càng ăn thì thấy nó dư thừa. Tại vì nó có nước dừa nên nó cũng làm cho mình ngán. Nói nôm na là bữa nay đã đi Ấn Độ thưởng thức hai món cà ri.